Với tinh thần đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban ngành đoàn thể các cấp và các mạnh thường quân đã và đang quyết tâm phấn đấu để mọi người, mọi nhà đều có không khí vui xuân đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chiều qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp với Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Đồng Nai tổ chức buổi trao tặng 100 phần quà Tết cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố Long Khánh. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trích quỹ vì người nghèo tỉnh trao tặng. Những phần quà ý nghĩa ấm áp yêu thương được trao tặng đến người dân khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã nhân lên những việc làm tốt đẹp trong xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, lá lành đùm lá rách. Những phần quà tuy không lớn nhưng đã góp phần đem đến niềm vui và động viên các hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền đầm ấm, hạnh phúc.